Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, trong video này mình sẽ làm rõ 3 nội dung. Thứ nhất, thế nào là GDB? Thứ hai, thế nào là GNI? Và thứ ba, GDB và GNI khác nhau như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, GDB là gì? GDP là viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product hay tổng sản phẩm trong nước, là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bên trong lãnh thổ một nước trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, không phân biệt do người trong nước hay người nước ngoài tạo ra. Điều này có nghĩa, trong GDP không tính các giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. GDP biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia. Dựa vào khái niệm này thì có thể thấy GDP sẽ tính tất cả những sản phẩm vật chất, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt đó là cá nhân, pháp nhân của Việt Nam hay nước ngoài. Thứ hai, GNI là gì? GNI là viết tắt của cụm từ Gross National Income hay tổng thu nhập quốc gia, là tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm, không phân biệt họ cư trú ở lãnh thổ nào, kể cả trong nước và ở nước ngoài. Thứ ba, GDP và GNI khác nhau như thế nào? GNI bằng GDP cộng với các khoản thu nhập nhận được từ nước ngoài, trừ đi các khoản thu nhập chuyển trả cho nước ngoài. Ví dụ, một công dân Việt Nam sang Nhật Bản lao động trong một khoảng thời gian nhất định, thu nhập mà người này kiếm được ở Nhật Bản sẽ được tính vào GDP của Nhật Bản, bởi vì khoản tiền này được làm ra trên đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên, khoản thu nhập này không được tính vào GNI của Nhật Bản, bởi người này không mang quốc tịch Nhật Bản. Tương tự, nếu công dân Nhật Bản làm việc ở Việt Nam, thu nhập của người này sẽ được tính vào GNI của Nhật Bản và GDP của Việt Nam. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này thú vị, xin các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh, và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.